Đang làm gì đó? Tài vô này. Ở bà xã anh đâu rồi? Ông mới ra chú. Anh gọi bà xã anh về coi. Dạ. Nó về khỏe không? Cũng y vậy mà không dịch không có bán chú ơi. À, dịch không bán hả? Người ta Dạ, không cho bán hay sao? không có ai đi chứ. À, cũng nghe dịch là người ta không xuống ra đi tham quan. Dạ, đúng rồi. Vậy là Nói chuyện với bà xã vậy thôi. miền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước rạch miếu xây con. Dạ, xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước, chào các bạn. Xin chúc cô chú anh chị sức khỏe nha. Thì hôm nay Sơn quay trở lại cái anh mà bị tạt axit đó cô chú anh chị. Thì hôm bữa có đăng video lên thì cũng có một mình thằng Quân ẩn danh. Chỉ biết là nhà này có hai cô cháu thôi, chứ họ không cho nó tên, nên là Sơn cũng giấu tên theo họ luôn đó. Thì hôm nay trở lại thăm cái anh mà bị tạt axit. Thì đợt trước Sơn đăng video anh đó có gửi cho Sơn 1 triệu để tặng cho anh. Thì hôm nay Sơn đã trở lại cái chỗ nhà đường của anh bị tạt axit đó. Anh đó tên Đợi. Thì bây giờ Sơn đang đứng ở trước cửa hẻm, thì bây giờ Sơn đi vô trong trong nhà ảnh nha. Rồi mời cô chú anh chị theo bước của Sơn vô nhà anh nha. Cô Đợi đây nè, để Sơn bước vô trong nha. Anh Đợi ơi, anh Đợi đang làm gì đó? Tài vô này. Ở bà xã anh đâu rồi? Ông mới ra chú. Anh gọi bà xã anh về coi. Dạ. Nó về khỏe không? Cũng y vậy mà không có dịch không có bán chú ơi. Dịch không bán hả? Dạ, người ta không cho bán hay sao? Không có ai đi chứ. Cũng nghe dịch là người ta không xuống ra đi tham quan. Dạ đúng rồi. Vậy là nói chuyện với bà xã vậy thôi đó hả? Thì bà có một số đều bà cái gì gần cái có kêu nói vậy rồi vậy. Thế đúng ra em ơi về có khách nè em ơi cái gì cái này về lẹ nói em nói nhanh quá vậy. Tại có hiệu quả vậy, có số một của bà bấm rồi anh không bán vậy là hàng ngày sống làm sao? Thì nhờ mà đâu có chú cho tiền này kia để dành, có để dành không? Để ăn vậy này với thôi, mưa đó chú, mưa bão rồi lâu đợt đi. Dạ. Chơi cho ba ngồi dắt kia, ngồi dắt ngồi sắp cái cửa kìa. Mùa... cái chân bị sao mà đi nhắc vậy? Đau khớp á. Cho anh ngồi anh ghế đây chị. Mới đau không dài. Cho anh ngồi anh ghế, cho anh ngồi đi. Hồi là hồi lúc trước mà bị tạt axit á, là anh bị tới ngợi tới người luôn. Dạ. Tới ngực. Anh ngước đầu lên kìa. Ngước lên nó vậy nó gạch xuống. Xuống tới ngực. Có nghĩa là giờ trên đó bị gạch xuống rồi. Ngồi bình thường thì phải ngồi vậy nè. Nhưng mà cái chỗ gạch anh ngước lên kìa. Là cái chân chỗ tay đây nè ha. Dạ. Rõ rồi. Coi như là nó da chứ dính liền đó luôn rồi. Nó ra tới làm sao không anh? Không. Sao luôn. Giờ tới cái này cổ trở lại. Tới đây rồi, chứ không có cổ nữa, tới đó à. Coi như bị tới tới sọ óc luôn. Chỉ tới đó thôi. Dính giò nữa hả? Dính đốm đốm, này mà bật rồi vậy đó, nó văng đốm đốm đốm. Dính giò đốm đốm nữa, hai bên luôn. Dạ. Chị ngồi đi, em nói chuyện đi. Thì lâu 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 nay rồi hay chồng nghĩa bán là lúc nào chị? Nghĩa bán từ nó nay mấy từ bữa mà con rước con quýt tới giờ đó. 25 tây tháng 7. 25 tháng 7. 25 tây giờ. 25 tây. Bữa nay nó 15 bữa rồi. Dạ. Nghỉ tới hôm nay đó là đâu có đi bán đâu, đi lên rồi cái không có khách thì cứ đi về lỗ tiền xe đâu mấy bữa liền phút hơn quảng hồn nghỉ đi. Rồi bây giờ rồi không bán là tiền đâu ăn? Thì lấy tiền này ra. Rồi thiếu rồi tiền kia là sao? Thì cái chỗ giờ không để tiền đó nhịn đói. Phải lấy vàng rồi tính đi sẽ sẵn đi mua thuốc nữa đó. Hôm bữa anh nói còn đứa con hả? Anh đang đợi
Còn đứa con gái nó ở Bình Dương với thằng trai nó có vợ rồi, nó có về chú ơi. Nó bên Kinh Bảy đó, chú ơi, đi xa. Kinh Bảy nào chị? Kinh Bảy Kinh Đào hay là Kinh Bảy nhà ôm vậy? Kinh Bảy này nè. Kinh Bảy cảnh Kinh Đào. Nó nghèo, nó mặn đủ nó ăn. Mà anh đừng như vậy rồi biết anh nghĩ bán gì có về hay là có gửi tiền cho anh không? Nó mặn không đủ người vợ nuôi con đó nữa. Không, có người một... con gái kìa. Nhỏ con gái à, nó cũng mặn đủ có... nó xài, nó cũng không có gửi. Nó gây lộn cái, nó chữ lộn cái mít lòng với nhau. Thương nhau thì nó dễ đấy, khó là nó chữ qua chữ lợi nó chữ ai chữ anh đó hả chữ đấy. Lộn vợ chồng vợ chồng chữ vợ chữ trầu cao với nhau thôi, đứa nào tự ái không có gì trời ơi. Thì đúng ra anh là bậc cha mẹ cũng phải về thăm anh chứ à, đúng không? Nó mỗi lần đi về xa dạ. Xa nữa nó đâu có về đâu, nó mà không có tiền chồng mà có tiền này kia đó thôi chưa đừng có về. Hồi nãy nói là bị nhức chân hả? À, mới hơn nửa tháng nay nhức khớp đi không nổi luôn. Đau khớp? Dạ, hai cái khớp đi mất cả nhắc nhắc rồi. Là mới đây thôi. Mới đầu này chứ đâu phải. Rồi bây giờ nào vậy đâu có đau đâu mà mới đâu. Rồi đây. Bây giờ mà nghỉ dịch như vậy thì anh chị phải tính cái đường nào khác chứ bây giờ. Tính đường nào thì ở đây chỉ được. Đi lên đó bán thôi mà ra không có đi làm gì đâu. Chỉ ổng có lên đó chứ ổng đâu có đi đâu xa được thôi. Chỉ lên đó bán rồi sống rồi không có mà ta vậy đó không có khách thì thôi ở nhà đó đi mấy bữa nhìn khúc rồi cứ nghe người ta nói dịch đó giờ cái mình cứ cũng đi thí đại lên rồi lỗ tiền xe mấy ngày hơn nghỉ đi thôi. Dạ. Nghỉ đi rồi ở nhà. Lần dịch trước cũng như vậy luôn. Ngày trước. Đợt dịch trước anh nghỉ bao nhiêu lâu? Thì hết luôn đó. Hết luôn. Nó hết dịch luôn á. Xe không cho chạy luôn đó rồi lâu. Dạ. Đi con nghe tao nói chuyện rồi. Bây giờ tính làm sao đây? Ví dụ cái tiền nó ăn hết rồi tiền nữa ăn. Thì tính toán. Giờ hết rồi đi bán. Chứ có đường một này chứ không có đường nào khác. Chỉ có nghỉ rồi thôi là lên đó bán không có. À, em hỏi điều này nè, em hỏi nè. Anh bị như vậy rồi hổm anh nói có nhức hả? Cái bị điều tả thiết nè. Nhức hai mắt hay sao? Hai con mắt thì nếu nó nói hắn là nói bằng sự thật sống nhờ thập phương có thấy như giờ hắn là nó dứt từ là ba mấy năm nay luôn. Nhức cái đầu anh? Dứt toàn bộ cái đầu là con mắt nó nhức luôn. Thuốc là uống ngày lần đêm mà có thuốc cho nó mới giảm. Nó nói là như vậy luôn, không nó dối một lời nào hết. Cái đó là thường thường người ta hỏi cho mình uống thuốc gì hả chị ha? Mình nhất mình mua mình uống mình thuốc. Mua như là vậy thuốc nhất cũng như là nhất à, mình nhất mẩy thì mình mua theo nhất mình nhất mẩy, ví dụ số mắt thì mình tới thì mình mua theo số mắt, còn ông mệt thì mình mua theo thuốc mà ông mệt làm tới đâu mình mua không tới đó. Không có nghĩa như là anh nói là mỗi lần tên thuốc nhất gì ấy, thì cái tên thuốc là tên gì? À, thuốc nó giờ dùng thuốc nhất mắt như bổ mắt rồi kèm hai ba thứ là bán vậy thôi, còn như là bữa hổm mình yếu không có hơi hóng như không có sức khỏe đó là thuốc đó có chú đó chú đem lại cho uống tới 100 mấy chục ngày luôn mà không biết thuốc gì luôn, tại vì chữ không có chữ gì hết. Là vợ người ta đọc tiếng Anh đó là nói còn là, còn đây không cái hộp còn không cái hộp còn có hộp còn có hai cái hộp ba cái hộp à, nhỏ bỏ rồi cái ba lọ là ba lọ đó chứ tưởng như bổ mắt ta rất nghĩa đó nhưng mà mình không phải giữ nó lại chứ coi cái thuốc này ta đưa mình là thuốc uống thuốc gì đi thì giữ lại đi mua không có rồi cái bỏ rồi lộn bỏ tôi giữ lại đi mua hoài không có. Dạ. Để chị lấy em coi thử coi. Hộp mà nó nặng chổng ba hộp cái lưng xuống vậy nè, cái thấp xuống vậy nè, ba hộp lưng xuống. Có đã chưa việc mấy chữ rồi. Hộp đó với ba hộp kia, cái hộp kia nói coi trong đó nó có ba cái hộp, trong cái hộp giấy nó có ba cái hộp mà lùng hơn này là này. Thuốc Việt Nam chú đó ông nói mua đặt thành phố mới có thành phố đặt Việt mới Nam. Có cái này là nó để thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày mỗi ngày một viên liên kết kết hợp uống nhiều nước bảo quản đến nơi khô ráo có máy nhiệt độ 25%, 25cc. Chính ánh sáng mặt trời sử dụng 24 kể từ ngày sản xuất.
Cái thuốc này là cái thuốc là chỉ là thuốc Việt Nam thôi. Dạ đấy, chú đấy ở nước ngoài gửi về. Không, cái này là thuốc Việt Nam anh. Chú đó ông nói mua là lên thành phố đặt đó, ở bển mới gửi về. Là đặt là cái cô cho thuốc này nè ha, là ở Đà Loan. Là chú cho thuốc cho nó. Cái kia nó để là gì, thanh lọc bộ ba, thanh lọc gì đó. Cái kia bộ hổm tấm giấy tôi đọc á, nó có ba cái hũ cũng bằng y gan vậy nè, mà nó có phần nửa à. Mà nó ngay nó để bộ ba thanh lọc là ba hộp đó, với hộp này là 4 nè. Cho mà mình không có nói bệnh hoạn thì chú gặp cái tự nhiên chú thuốc đó lại luôn. Giờ đọc bữa chưa. Bỏ gì em coi coi. Tại cái thuốc này em thấy là chữ Việt. Cái này sợ ngay chỗ này dán thì để em coi coi cái gì cái này chắc dán chữ Việt mà... cho mình đọc nè, chứ không phải là cho anh tao phân ra chữ Việt cho mình đọc á. Mà chúng nó dành mua đặt thành phố rồi ở nước ngoài mới gửi về. Anh uống một hộp như thì bao nhiêu lâu anh đợi? Một hộp đầu 120 viên, hộp tiếp tục phải không? Hộp này 120 nè chú, hộp bự. Là có nghĩa sáng là viên chiều viên, sáng viên chiều viên. Có nghĩa là cái hộp này nè, 100 mấy chục ngày luôn á. Là nó đợt này, đợt cái hộp này đựng chứa được 120 viên thôi. Dạ, mà 120 viên luôn, mà đó là 120 viên thật sự. Tại mình uống cho uống đó. Rồi còn cái hộp kia là hộp có 60 à, mà nó ba hộp, nó có ba hộp, nó để gì thanh lọc gì đó, cái gì còn nhớ chữ thanh lọc không? Bây giờ còn nhớ hai đó à? Mà thanh lọc bộ ba gì đó, nó để gì đó, bộ ba thanh lọc gì đó. Cái này nó uống thì nó không để uống vào cái gì? Em coi trong đó thì nó không để uống cái gì hết. Dạ, của chú đó cho đó. Thì để em dậm sạch em coi thử. Dạ. Một hộp vậy thì uống bao nhiêu tháng? Anh nói hết đợi. Một hộp 120 viên là uống 2 tháng, lại uống ngày 2 viên. Thì phải không? 2 tháng. Thì một hộp vậy đó bao nhiêu tiền? Mà nó không biết không, chú đó. Không biết chú đó. Chú nó cho. Chú nó cho đó. Mà chú nói là tất cả là 1 triệu rưỡi. Có nói luôn đó, cho đứa nó vừa rưỡi là một hộp này ba hộp kia, ba hộp kia luôn là chú lại chú nói này chú đó đem cho chú không có hỏi bệnh, nhưng mà chú tự nói cho. Là cái đó mấy hộp đó tới 1,5 triệu đó nha, chú nói vậy đó. Ba hộp với một hộp này luôn á, rồi bốn hộp là bốn hộp, hộp này 120, ba hộp kia hộp 60. Ủa hộp kia hộp nào? Thì cái hộp đã tôi nói tôi bỏ uống rồi, tôi bỏ đó nó để đã, tôi còn tôi nhớ là chữ gì bộ ba thanh lọc gì đó, tôi nhớ được có nhiêu à, là có để số đâu ạ, uống hộp này tới hộp kia chứ phải uống lộn xộn được. Từ học. Có nghĩa là thuốc cũng họ cũng nói là thanh lọc và thuốc nhất thôi. Không có để nhất để gì, mà nó để gì bù dưỡng sức khỏe gì. Thì anh có nhất thì nó dạ. Nó uống vô mới hiệu quả đúng không? Dạ, anh đợi. Uống hồi lúc năm ngoái đó này đâu chắc là xương, mà bây giờ uống nó cái hồi khỏe rồi nó có thật. Không có nghĩa như anh nói là cái thuốc mà người ta cho anh đó là thuốc đó là nó để uống vào chứ khi mà cái chuyện mạnh nhất á thì anh uống đúng không? Không phải vậy, như ngày nào cũng uống chứ hả? Chẳng mỗi ngày mới uống luôn. Mỗi ngày mới uống tới hết luôn á. Rồi cho uống, đại rét cái uống hết trơn 4 hộp lượt luôn chứ không ngưng. Uống tới hết 4 hộp lượt luôn là uống coi như là 100 mấy chục ngày mới hết á. Tới 100 mấy chục ngày luôn á. Vậy em anh đợi cho em hỏi là khi anh nhức con mắt thì còn nhức như nào khác nữa không? Nhức thần kinh nè, gạch thần kinh nè. Rồi lúc trước đó là lột cái này ra còn sọ không à. Đó giờ bác sĩ cho biết đó, sau này ảnh hưởng thần kinh hết thiệt, gì về là nó nhức đầu chậm chậm hoài vậy đó. Nó nhức rồi có mua thuốc bác sĩ ta này kia đó uống vô, mua đấy giữ ta đó nữa. Dạ. Nó nói chung tại vì lúc đó bác sĩ có biết là bị thần kinh hết rồi. Tại vì lột chỗ này là lòi xương luôn, xương vậy dạ. Giờ nó có da non lại đó. Cái này là như là cái da giờ nó áo rồi thôi, chứ lúc đó là lột da sọ luôn. Đó là ra có kỹ đó là sao rồi ảnh hưởng thần kinh thì về nhức đầu hoài luôn. Nhưng mà giờ anh cảm thấy sao? Thì cứ y ra nhức đầu hoài luôn. Cái đầu chồng 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 mình có thuốc vô dẫn dẫn giảm cái 2 tiếng mấy rồi uống. Nhưng mà mỗi lần nhức đầu về thì anh làm sao? Mỗi khi mà nhức đầu như vậy thì anh làm sao? Nhức đầu uống thuốc. Uống ba rồi như thuốc gì của Pháp đó, ba uống viên nhiều uống dọc vô cái thuốc hơi giảm. Giảm cái 2-3 tiếng sau cái nó rất khó chịu, làm như nó muốn nghiền thuốc vậy, nó quen thuốc, có thuốc thì hết nó có rồi, ngày lẫn đêm. Để chiều nay em về em sạch cái tên đó coi. Dạ, cái hộp đó nó có nửa này nè, có nửa này nó 60 viên mà nó nửa này nè.
đây gọi là bộ băng. Trong cái hộp giấy là nó có ba hộp đó, đó. Có nghĩa là ta gọi là bộ ba. Dạ, cái đó là kêu bộ ba đó, bộ ba trong cái hộp giấy đó là nó để là bộ ba thanh lọc, và tôi chỉ còn nhớ được vậy thôi. Không biết nó còn chữ gì nữa không, tôi cũng không nhớ nữa. Nó để là bộ ba thanh lọc, nó để chữ vậy đó. Dạ. Thì, chú đeo thuốc lại chú không nói ở đâu. Cái chú nói là chú nước ngoài đó nghe. Cái sau này chú lại chú cho gạo. Cái chú mới kể nói thuốc đó chú hay quá. Cái chú mới nói là thuốc đó bây giờ cũng mua đặt thành phố cái con. Là có đầu rồi lại thuốc nước ngoài cho đó. Đó, tại vì lúc đó có mấy cô chú có nói là ở Đà Loan cho tiền cho chú nữa, là cái cô đó cho. Dạ. Cô ở Đà Loan cho. Rồi từ lúc mà em ra đây giờ thì có ai cho nó không? À, không, từ bữa chú ra đây tới giờ là không có lợi. Có cái chú lợi cho thuốc đó là thường, chú đó thì tại phái đoàn đông lắm. Chú đó lâu lâu đi đâu đi là ghé. Đi xe có để ghé xe này. Để xe từ thiện cái ghé cho gạo. Dạ. Có nghĩa là người ta lâu lâu người ta có đi thì người ta ghé là anh. Dạ, như hồi COVID đợt đầu tới giờ đi gỡ 4 lần. Dạ. Đi cho luôn không phải cho người anh. Dạ. Là người ta gặp mình ngồi gặp anh cái chẳng cái chỗ mà anh ngồi bán luôn đúng không? Không, xuống tới nhà luôn. Xuống nhà. Dạ. Tại giờ chú tới nhà chú cho tiền lần đầu đó. Dạ. Thì nói anh là nó lại anh đợi nghe nè. Với xã anh đợi nè. Hôm bữa em quay cái video clip của anh đó. À, có một mạnh thường quân à, theo được biết đó thì à, hai cô cháu thôi nhưng mà họ không cho anh nói tên, cũng là người miền Tây mình luôn. Họ có gửi cho em 1 triệu qua tài khoản, gửi cho anh thì 1 triệu. Em có nhận rồi nhưng mà em bận công việc quá em nên không có về, nên nay về sẵn có dịp đi ngang chỗ này em ghé anh luôn. Tại vì à, ảnh với cô ảnh cũng không có cho nói tên nên em cũng lại là mạnh thường quân ẩn danh, anh lại hiểu không? Ơ đại hiểu không? Dạ hiểu rồi. cũng có người do không chịu nói tên, thì tại vì họ không chịu nói tên thì em cũng phải làm theo là dạ, đúng rồi. Không nói tên, nói tên bật mí giờ biết hầu không chịu nói tên thiệt. Dạ. Nói thì có nghĩa là anh gửi cho qua tài khoản cho em á, là khi mà bữa hôm em đăng cái video của anh lên á là em đang công chiếu cái video của anh á, thì anh vô anh coi thì em mới hỏi anh ở đâu và em ở đâu làm sao gửi cho em. Em mới nói là đưa số tài khoản rồi anh mới chuyển qua cho em, anh hiểu không? Là trong cái đêm đó luôn, trong cái đêm mà em đăng á, anh nghe em nói không? Nghe. Là trong cái đêm đó em đã đăng công chiếu video á, thì anh coi và hỏi số tài khoản của em để bắn qua cho em. Thì hôm đó là cái ngày kết thúc em đi về rồi cho nên là không có vô anh được. Thì hôm nay em xuống thì sẵn em có công việc đi ngang chỗ nhà anh là thôi em ghé luôn ha. Em gửi 1 triệu này là của gọi là mạnh thường quân ẩn danh. Dạ. Thì anh chỉ biết là cái này là hai của hai cô cháu tặng cho anh nhưng mà họ không chịu nói tên nè, cho em gửi anh lại. Ơ anh đợi rồi cái đó anh biết tấm nhiều không? Thì 2 tấm thì 1 triệu mới có 100% mà. Nói mới nói là không biết lần nói nghe là sao thì mới đưa mới tới 2 tấm thôi, còn 8 tấm nữa. Rồi, hai cô cháu gửi một cái kết nối yêu thương đến cho anh thì anh có gửi lời cảm ơn cho họ không? Cảm ơn hai cô cháu giấu tên cho chứ không biết cái gì, chứ không biết bao nhiêu tuổi. Thì theo không biết là cái cô này cũng đã lớn tuổi rồi đó anh. Dạ, bởi vậy mình không biết tuổi, mình không biết xưng hô. Dạ, thì em cũng gọi bằng cô rồi đó, thấy cô cũng lớn rồi đó. Dạ, nhưng mà xưng hô. Thì gửi dạ. Cái hai cô cháu thì cũng có gửi một cái ít món quà yêu thương để kết nối với hai vợ chồng. Dạ. Thì rồi tới chị cũng muốn nói gì với hai cô cháu không? Dạ, dạ cảm ơn hai cô cháu giúp đỡ ngay lúc bị COVID không có đi bán được, mừng lắm á. Dạ. Dạ cảm ơn. Thì tại vì cũng gửi em lâu rồi. Dạ. Nhưng mà em chưa có dịp đi ngang, nhưng cái này là thời điểm đó là em đăng video lên là đi về mất tiêu rồi. Dạ. Ha, đợi ha. Dạ. Yeah. Nãy giờ em đưa cái tấm nó mới còn 100 tấm đó, mới có tấm 102 tấm à. Dạ, 2 tấm bự rồi. Bự đâu? 2 tấm bự. Hai cái tấm giấy đó một tấm 100 thôi. Em nói thiệt á. Không biết đâu, không biết được đâu. Không biết được đâu thì anh đúng rồi. Thì anh tấm 102 tấm, đưa 8 tấm nữa nè. Thôi nói chứ đùa với hai chồng thì... hôm nay em đến đây em cho cái quà này cho xong cái rồi em chúc cho hai chồng sức khỏe,
cũng mua may bán đắt mà chờ cũng mùa dịch này thì mình gói ghém vậy. Dạ. Ha, đợi ha. Dạ. Ờ, chú anh phải hỏi anh hỏi chú cái cô ổn đi chú là chị chú á hả? Dạ chị, cái đó chị ruột. Dạ, bố ổn nghe nói nghe không rõ là ông già mới mất ở đây là lâu mau rồi chú. Dạ 4 5 năm rồi. Ờ thì mới mà trả tới mới mất đây mới dài. Không biết rồi cả bố đó. 4 năm rồi. Tôi nói nhà nó mới mất đây mới dài gì đó rồi nay ghé ngang cúng vậy. Không có 4 năm mà ý có nghĩa như là em đi ngang cái đường này là em sẽ thắp nhang cho ba em. Dạ. À, thôi em chúc anh chị sức khỏe nha, em chào anh chị nha. Dạ, chúc chú về mình giỏi. Dạ. À, thưa cô chú anh chị thì Sơn để xuống cho cái món quà của người miền Tây ủng hộ, cũng là ẩn danh. Đó thì Sơn trao cái món quà đó cho anh Đợi và hai vợ chồng rồi. Đó. Video của Sơn xin ở đây kết thúc. Cô chú anh chị xem video thì nhớ đăng ký và chia sẻ nhiều hơn. Rồi, để cho Sơn có nhiều động lực quay hoàn cảnh ở miền Tây, những hoàn cảnh khó khăn. Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe, Sơn máy bay nha.